Xin kính chào tất cả các bác. Gửi tới các bác rất là nhiều mẫu đồng hồ rồi đúng không ạ? Nhưng mấy video gần đây thì toàn là thùng bè thôi. Thì hôm nay đổi gió một chút các bác ạ. Hôm nay em sẽ gửi tới các bác một số mẫu thùng dài. Đức có, Pháp có, và đều là những cái thương hiệu nổi tiếng các bác ạ. Như đây là một chiếc đồng hồ của thương hiệu Vodet này. Đây là một chiếc đồng hồ của thương hiệu Dung Han của người Đức này. Còn đây sẽ là một chiếc đồng hồ của thương hiệu Odo Pháp. Hôm nay sẽ đi thử chuông và báo cái giá giao lưu công khai cùng với các bác luôn, để các bác dễ lựa chọn nhé, từng chiếc một cho nó thoải mái. Đầu tiên em xin được giới thiệu, đó là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Vodet đi. Một chiếc Vodet thùng dài, bốn góc chạm, bốn chùm quả, cùng với đó là một cái phần kính rào phải nói là quá là xuất sắc và đẹp luôn các bác này. Đấy. Mặt số ba giác đứng các bác nhá, kính cong mo tạo độ sâu. Đấy. Bốn góc này các bác này, đây là những cái phần trùng quả được chạm trực tiếp trên nền cánh thùng các bác nhé. Quả kính rào quá mê luôn các bác ạ. Kết hợp với đó là một quả nắp mạng chrome đang hoạt động ở bên trong. Chiếc này sẽ có cái mã số là 3523. Thiết kế thùng dài, kích thước lớn các bác nhé. Có thể nói đây là một mẫu thiết kế thùng đẹp, mang lại sự nổi tiếng cho thương hiệu Vodet. Mời các bác cùng em đi vào bên trong. Thùng rất là dày dặn các bác nhé. Đây các bác nhìn này, cực kỳ là dày dặn và chắc chắn luôn. Nguyên zin toàn bộ luôn. Đây, đây là cái phần giấy tờ thông số của thương hiệu Vodet, lúc nào cũng có, không thể thiếu được rồi. Một cái phần giấy như kiểu này hướng dẫn sử dụng, thu nhỏ các bác nhé. Tay cót zin cài hông thùng này. Đấy. Mặt số bác giác đứng, niềng mạng chrome, bộ kim đặc trưng, tên logo thương hiệu Vodet, và chúng ta sẽ có cái biểu tượng thùng dài các bác này. Đấy, biểu tượng thùng dài đặc trưng đúng không ạ? Máy 42 các bác nhé. Nắp mạ chrome, những cái đầu ốc chống đầy đủ này. Gông nòng máng, nòng máng thép đây các bác này. 8 thanh gông thép, 8 đầu vồ ra. Và với đó là một cái bộ máy 42 vách dày nhá. Có thể nhận xét cái bộ máy 42 này nó còn đẹp trên 96-97%. Em sẽ chụp ảnh đăng lên Zalo, Facebook để các bác được biết. Bây giờ mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Vodet này chơi lên trên cái bộ gông nòng máng thép các bác nhé. Đây là phần âm thanh tiếng chuông của chiếc Vodet thùng dài các bác ạ. Có thể nói cái phần âm thanh, cái độ sâu tiếng và cái trường âm đi ra rất là ngân đúng không ạ? Phải nói là bộ gông dài, lúc nào cũng có cái tiếng chuông nó ngân nga và cái tròn tiếng rất là tốt luôn. Mời các bác cùng em nhìn sang bên cạnh để xem cái thông số kích thước cũng như cái phần giá em xin được giao lưu cùng với các bác. Chuyển qua một chiếc đồng hồ của Odo thì các bác nhé. Em giới thiệu của Pháp trước, sau đó sẽ chuyển qua Đức. Một chiếc Odo 30 mặt xanh, thùng trùng đảo, cũng có một cái phần kính rào bên dưới đấy các bác này. Kính rào này là kính rào hình em không nhầm là hình lưỡi rìu cũng được, mà hình quả chuông cũng được các bác nhé. Mài viền ở giữa này, tạo hình này. Mặt xanh rất là ít gặp đúng không ạ? Đời Odo hay có mặt xanh nhưng mà thi thoảng mới có đấy các bác nhé. Một quả nắc màu trắng bạc đồng tâm này, chạm hai trùng đảo hai bên thôi các bác nhé. Thùng vân nu. Đối với Odo thì người ta chủ yếu, thương hiệu này chủ yếu quan trọng đến cái phần tiếng chuông. Và ngoại hình thì đây là một chiếc 30 ngoại hình đẹp,
để các bác sở hữu rồi đấy. Đặc biệt với cái tầm giá dưới 20, một chiếc 30 nguyên bản thì quá là lý tưởng rồi. Đi vào trong các bác nhá. Đây, đây là cái phần mặt số đây, tên logo thương hiệu Odo này, đấy. Cái thông số phanh xin tại Pháp này. Gông nòng máng các bác nhá, cũng là một bộ gông nòng máng thép. Cùng với đó là các phụ kiện thì không thể thiếu gì rồi. Hai cần khóa này, cần chống máy này. Đây là cái phần bộ máy 3 vách trơn các bác nhá. Chuyện logo đầy đủ này, máy 30 này. Khóa gông này. Đấy, một cái phần mặt nắc xoáy đồng tâm này các bác này. Phụ kiện bên dưới không thể thiếu cái gì cả. Tay có zin còn nguyên này các bác nhá. Thử qua cho các bác cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Odo 30 này chơi lên nhá. Là 30 gông thép đấy các bạn. Thường các bác hay thấy gông đồng đúng không ạ? Đấy là tiếng chuông bản quét trên chiếc Odo 30. Vẫn khác đúng không các bác? Đấy là tiếng chuông của Odo Pháp các bác nha. Đóng chiếc đồng hồ này lại, mời các bác nhìn sang bên cạnh để theo dõi cái kích thước cũng như cái phần giá giao lưu cùng với các bác. Mã số là 3767. Chuyển qua một chiếc đồng hồ thùng dài của người Đức, đến từ thương hiệu Dung Hàn. Không phải nhắc tới rồi, Pháp Odo, Đức thì phải là Dung Hàn. Dung Hàn chạm hoa văn kính rào các bác nhá. Đây, kính tạo đây các bác này, ba mảnh kính này, chạm hoa dưới này, chạm hoa trên đỉnh này. Đấy. Mặt số ba giác đứng trải tia các bác nhá. Thùng vân nu đối xứng này, mã số là 3683. Rất là đẹp luôn các bác này. Thiết kế rất là gọn, bo tròn góc, nó tạo ra một cái nét đẹp rất là quý phái cho cái chiếc đồng hồ khi được treo trong khuôn gian nhà của các bác đấy ạ. Mời các bác cùng em đi vào bên trong nhá. Đây cũng là một chiếc Dung Hàn nguyên bản toàn bộ này. Mặt trải tia này, di chuyển ánh sáng thì sẽ bắt tia sáng khác nhau này. Rồi đến cái phần mặt nắp cũng là mặt nắp mạ chrome luôn các bác ạ. Đấy. Những cái phần nẹp này rất là đầy đủ luôn các bác này. Tất nhiên rồi, đã là Dung Hàn thì mới là gông hòa thị, không thể nẫn đi đâu được rồi. Cùng với đó là cái bộ máy vách đồng nhá. Em nhận xét nó còn đẹp trên 96% đấy, hoạt động rất là chuẩn xác và bền bỉ luôn. Thử qua cái tiếng chuông của người Đức xem nó có khác nhiều so với cái tiếng chuông của người Pháp không các bác nhá. Thank you.
Đấy là tiếng chuông của dung Han Đức các bác ạ. Ngân đúng không các bác? Vừa ngân lại có vừa độ trong rất là cao luôn. Mỗi đất nước và mỗi thương hiệu sẽ có một cái phần bộ công tiếng chuông đặc trưng riêng khác nhau. Đấy, mời các bác nhìn sang bên cạnh để xem cái kích thước cũng như cái phần giá giao lưu cùng với các bác. Ba mẫu thùng dài đến từ ba thương hiệu nổi tiếng khác nhau và đến từ hai đất nước nổi tiếng. Bác nào muốn chọn chiếc đồng hồ nào thì mời các bác đọc cái giúp em cái phần mã số ra để bên Vang Vọng hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.